Nếu mình không phạm giới sát sanh, tức là không phạm năm chi phần, nhưng một chúng sanh nào đó cũng chết vì mình, vậy mình có tạo ác nghiệp và có phải đọa địa ngục không ạ? Sư khi giảng về giới, sư vẫn luôn nói với quý vị là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Sư lấy ví dụ nha. Khi mà sư đi toilet thì sư nhìn xuống cái lỗ toilet á, có khi sư thấy có con này con kia ở dưới, thí dụ như con kiến, con gián, con mối, hoặc con này con kia nó rớt xuống dưới, nó không bò lên được. Rồi xin thưa là nếu như mà mình bỏ mặc, mình quay lưng đi, mình chỉ đơn giản mình kiếm cái toilet khác thôi, thì sư thấy là cái tâm mình không có yên, tức là cái lòng từ của mình á nó bị tổn hại. Cho nên sư đưa cái ngón tay xuống, sư vớt nó lên, rồi sau đó đi rửa tay, đơn giản thế thôi. Tại vì có nhiều khi mình không kiếm được một cái cây, không lẽ giờ mình ngó có cái cây đánh răng của người ta mình lấy xuống mình chọt nó kỳ, đúng không? Mà cây đánh răng của mình thì mình không dám chọt, rõ ràng thì chỉ có lấy cái ngón tay mình rửa thôi, rửa ngón tay sau đó mình xài vẫn ok, chứ còn mà chọt cây đánh răng xuống rồi là chỉ có dục. Đấy, cho nên là sư gặp một vài lần như thế, thành ra là về sau sư lại tự nhiên có thói quen là khi mà mình chuẩn bị đi vệ sinh, mình phải nhìn cái lỗ đó có con này nào hay không. Tại vì ấy, nó có thì đó là cái nghiệp của nó, rõ ràng mình đâu có bỏ nó xuống đâu. Nhưng mà mình có lòng từ, mình lưu ý thì mình làm. Cũng vậy, khi mà mình thấy cái con này con kia mà mình mặc dù mình không có ý mình giết, nhưng mà do hành động của mình á mà nó chết, thì mình vẫn tạo nghiệp như thường chứ. Mặc dù đúng là mình không có ý giết, nhưng mình vẫn tạo nghiệp như thường. Cho nên là trong năm chi phần nha, sư nói dù cho mình phạm vào một trong năm chi phần thì mình đều tạo nghiệp. Đủ năm chi phần là phạm giới, nhưng có một trong năm chi phần là mình tạo nghiệp. Còn cái chuyện khác thì chúng ta phải xét là tâm của mình á, có ý làm hại chúng sanh khác hay là không. Chứ còn như trường hợp Bồ Tát trong cái ngày làm con chim, Ngài thấy một vị Bà La Môn bị đói bụng, và Ngài lao đầu xuống dưới đống lửa để Ngài hy sinh thân của mình. Thì như vậy đó, rõ ràng á, là cái con chim đó vì vị Bà La Môn đó mà chết, nhưng mà vị Bà La Môn đó không tạo nghiệp nha. Hoặc sư nói hoặc cái trường hợp khác đi, cách đây cũng khá lâu có một cái vụ động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc á, quý vị cũng nghe tin cách đây cũng lâu rồi. Thì khi mà người ta đào một cái nhà mà bị đổ sụp, thì nó sụp
ở cái khu vực bếp bị vùi lấp. Thì khi mà họ đào lên đó, thì họ thấy là cái đứa bé thì nó vẫn còn sống, nhưng mà cha mẹ nó thì chết rồi. Nhưng mà điều làm cho người ta bất ngờ á là cha mẹ chết á không phải do tai nạn mà là do họ tự kết thúc. Và người ta có một cái suy đoán là bởi vì cái khu vực đó nó đổ sập, cứu hộ thì chưa tới, mà cha mẹ vì dành một chút xíu dưỡng khí cho đứa con với hy vọng là nó đủ kiên trì cho đến lúc cứu hộ tới, ba người thở thì không ai sống nổi, cho nên cha mẹ quyết định hy sinh vì đứa con, và kết quả là đứa con thì còn sống mà cha mẹ thì không còn. Thì như vậy rõ ràng cha mẹ vì đứa con chết, đứa con có phải chịu trách nhiệm hay không? Mình không thể nào bắt đứa con nó phải chịu cái nghiệp đó được nha. Cho nên là điều quan trọng ở đây là gì? Là cái đối tượng ở đây là mình á, mình có ý ác, ý bất thiện đối với chúng sanh khác hay là không? Nếu có là mình tạo nghiệp bất thiện, còn nếu không có là mình không tạo nghiệp bất thiện. Hoặc như trường hợp của ngài Chắc Khú Ba La, khi mà ngài ngài bị mù á, rồi trời mưa giống vậy nè, ngài đi thiền, thì khi ngài đi thiền như vậy á, có nhiều con mối con này con kia là ngài dẫm chết nó, nó vì ngài mà chết á. Nhưng mà ngài không có ý ác, và ngài đang chánh niệm. Thì như vậy khi mà các ngoại đạo đến khiển trách ngài với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói ngài không tạo ác nghiệp. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là xem cái tâm ý của mình. Còn ngoài ra một điều nữa là mình tránh thái độ cực đoan. Còn mình cực đoan là như tôi nói là mình sẽ không dám ăn, không dám mặc cái gì hết. Đó, bây giờ mỗi lần mà mình đi vào bệnh viện, mình gặp ông bác sĩ, mình nghĩ là ông bác sĩ này vì làm được bác sĩ cho nên là ổng sẽ phải phẫu thuật trên động vật. Vậy thôi mình từ chối chữa bệnh từ ổng. Có không? Không có. Cho nên ở đời tránh cái thái độ cực đoan ha. Hay là mình nhìn cái chén cơm, mình nghĩ là để có chén cơm này thì bao nhiêu là con sâu nó phải chết vì thuốc trừ sâu. Nghĩ vậy thì mình không bao giờ ăn được. Cho nên một khía cạnh khác là mình tránh thái độ cực đoan.